nói gì to cho các bác cùng nghe cho rõ này. Như nào? Muốn xuất sai, muốn xuất sai, phụ tỏ tay, nhưng nào có chỉ xuất tỏ. Xuất nhau nó là lạ. Bây giờ tối như này là chị là... À, nhớ lê, thế nhớ lê, dạ thế nhớ ố xí. Cái chữ mùa này. Mùa ạ, mùa lạ. Sao nhau nó là mùa ạ. Cái nhà này vừa làm mấy hôm vào chuyện. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể cô bác anh chị. Hành trình mới tiếp theo của hai anh em. Hôm nay đi thăm nhà hai chị em một cô thầy ạ. Và chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Hoa của Núi. Thì theo lời của Tuyên thì hôm nay anh em quyết định là đi trong đêm. Tại vì là thực ra công việc của anh em ở bên Hoàng thì cũng đi đang lo công việc ở bên sông. Nhưng bây giờ tối thì do thấy Tuyên nói hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt. Và hôm nay cũng có theo cái cuộc gọi điện thoại ấy, khá là gấp thế, cũng rất là gấp. Và thì một chuyện rất gấp là cũng chưa nghe câu chuyện nó sẽ như thế nào, nhưng mà thực hư như nào thì bây giờ anh em sẽ vào và đi xác minh. Và nghe là thấy trong gia đình của chú đấy là đang cũng có một cái chút phản diện về với hai cháu, nếu là khó như vậy thì Tuyên cũng có cuộc gọi và tối rủ anh em đi vào để xem thực tế như nào. Và thì xin mời anh vào tiếp theo. Đây thì Tuyên hôm nay thì cũng được vinh dự được mời thầy Hoàng đi cùng. Để là bản thân Tuyên thì lên thì cũng được thôi, nhưng mà hai anh em đi cùng thì rất là vui. Thầy à? Thứ nhất là đi đầu đây. đi lên để xác minh các bác ạ. Thì là theo như cái cuộc gọi điện thoại thì là chú con của ông chú ấy gọi cho Tuyên thì là báo là chú bây giờ không cho ở cái lán đấy nữa, cho hai chị em đuổi hai chị em ra. Thì sau đây thì Tuyên với lại A Hoàng thì sẽ đi xác minh cái công việc đấy. Mời các bác theo chân hai anh em đi vào. Vâng. Anh đi chưa? Đi thì không, mình đi trước một tí đèn. Buổi tối rồi các bác, Tuyên xin kính chúc các bác một buổi tối thật là nhiều niềm vui, đầm ấm bên gia đình. Đây đang đi lên, đang đi vào đường nhà hai chị em mồ côi các bác ạ. Tình hình rất là căng thẳng. Hôm nay thì em có điện cho Tuyên thì báo là bây giờ bố mẹ không cho ở cái chỗ đất đấy nữa, bởi vì là bố mẹ lại sợ là sau này là hai chị em lại ở luôn ở đấy thì là nhà chú lại rất là đông con, không muốn cho ở. Đây trời tối rồi các bác, vẫn còn hoàng hôn ở bên kia. Đi vào đây anh ơi. Đường rất là gập ghềnh, có vào xe không vào được đâu anh ạ. Đi được mà, này tay lái lụa. Xe khó vào lắm. Em tay tối lắm các bác. Xe đua kia đi được. Nhà này à? Vâng, nhà đây là nhà của chú, còn nhà hai em. Vâng. Nhà chú ngày xưa thì nhờ hàng xóm, ông nhờ hàng xóm thì cũng dựng cho hai chị em một cái lán ở bên. Cái này để cho vịt gà với châu bò thôi. Xoay xoay đây này. Sâu ấy nhỉ? Châu bò uống. Sâu không? Không sâu đâu anh ạ. Nông mà. Nhưng mà cái này là ngày xưa khắc có chứ không phải tạo đâu, cái này là khắc có đúng không? Vâng. Cái này là tự nhiên. Nước mưa đấy, để hứng này là mưa. Này là tân kiến tạo chứ không phải là mình kiến tạo đúng không? Vâng. Nếu mình kiến tạo nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nói thế nào cũng đúng. À, vẫn lấy xe và để được đi. Xe máy cũng về thôi. Nhưng mà khó lắm, anh em mình tay lái lụa không đi đâu. Đến nhà đây rồi. Ở nhà không phải. Chắc có. Ở nhà giờ này ở nhà. Có ở nhà, đúng. Xin chào các bác. Ui, đông như này. Rất là đông. Vâng, chào các cháu. Đây, đã đến nhà hai chị em rồi các bác ạ. Đang đến nhà chú rồi. Làm cái nền là phải dùng một cái đá này căng nhỉ đá đẹp lắm tôi đi vào tập trung vào vấn đề đây anh ạ. Chào các cháu nhá, đây bên này là Tuyên ở đây, nhà hai chị em nội chú làm cho ở bên này nhá. Sao nghe thấy nấu gì biết nấu cơm, cơm chú đích cầu đi tinh này. Phân một các cái tối này cháu không có đèn nấu cơm chưa tạo chị ở đây hộ nấu cơm mà làm gì đấy quá chị đang đun nước làm gì không muốn nữa không muốn nào á không để luôn không để thôi chú đến nó. Chú đến không có gì đâu cho cháu một gói mì chính có muối nhá đây khi nào cháu học có mấy rồi
À, học lớp mấy rồi? Có học không? Bây giờ hai đứa ở đây này á? Ui giời. Có bát mèn mèn. Thế tối nay ăn chưa? Tối nay ăn gì? Tối nay ăn cái này á? Ở đây thì không có gì đâu. Chưa ăn cái gì? Chú cho cái gì thì ăn đấy thôi. À, ấy, chú cho gì ăn cái đấy. Ôi giời. Hôm nọ tuyên lên thì cũng một bát như này. Một bát như này. À, chú cho. Ôi hết rồi. Nhà thì trắng. Thế chị ở đây làm gì? Vào đây làm gì chị? Ôi mô, thế chị sợ uống nọ thì mùa thì mà mù sợ là chị chú là. Như nào? Chị phụ nhỏ. Chị phụ nhỏ là kì, tại nó thích chú mất nọ này. Nhỏ ấy nó chế nhớ đi thế thích chú mất nọ mà mù nhớ tỏ sợ chị mù chí nhỏ nó thì uống nhau sợ. Là như nào? Là kì chú nó mô sợ là. Em cầm cái đi. Ủa tao mở nó, xin mở tao hiểu đi. Sao tao hiểu đi, mua. Ừ. Dạ. Thò vào phiên dịch chị nói cái gì đấy? Mua nhớ thì mà mua nhớ tất cả dây là tao, mua nhớ các chùa là tao. Chị bảo là bây giờ tôi lát được còn chứ nói quên. Đi đi vào kia, em đứng sang bên kia em mua dịch. Mua nhớ tất tay xả, chứ ra nhau lưu chế. Tại nó thích lúc tại nó mua tất chữ ua thì chứ nó thả. Chị bảo là bây giờ tối này con chưa nói cơn ăn buồn rồi nhau thì đi chị, nhà chị cũng có coi nhiều con người điều thế rồi. Ôi thế sao tối bây giờ tối thì tối rồi, bây giờ đổi chị đổi hai cháu đi đâu mua muốn nhớ lại không cho không cho ở hôm nọ tuyên bảo thì đây cái này là của cái nhiều chiếc chúng á tôi chỉ chữa tao nó của ông nó tất chữa tiền mua mua thì mà mua cả. Còn con chị có nhiều nè, không nuôi điền thì đi đâu cũng đi. Đang đuổi hai chị em không cho, nó có bác căng thẳng quá. Vâng, thưa các bác là hiện tại là A Hoàng cũng đang đứng đây thì bây giờ hai chị em đi. Thế lúc nãy bát mềm mén là chú lấy cho à? Đâu, bà nên là chú lấy cho. Chú lấy cho chú à, thế là con cả của chị đây à? Ừ. Ôi giời. Đây bây giờ bà chị bảo là bây giờ nhà đông con quá, chỗ này không cho ở nữa. Thì ở đâu thì ở thôi. Ôi giời. Tối như này thì chết cha rồi. Thưa các bác, thật sự là bây giờ như này thì làm thế nào? Bây giờ tối thì đi đâu? Nên đi đâu về đâu rồi. Mua chị phụ nhớ là mua hả thì mà mua là. Thế là chị là cứ nói chuyện này. Đây kẹp cho cái bếp của chị nói gì to cho các bác cùng nghe cho rõ này. Muốn xây phụ tỏ tê nhau hả chị sẽ tỏ xây nhau nó rồi ạ. Bây giờ tối như này là chị là nhớ lê thế nhớ lê dạ thế nhớ u xí cái chữ mua này mua mua ạ xây nhau nó mua cái nhà này vừa làm mấy hôm vào chuyện cho gia đình làm hai năm cái này cơ mà làm hai năm rồi nhưng mà vừa sửa lại là chú vừa sửa bờ rô này vừa lấy bờ rô này về làm sửa lại. Chị giờ mà chị bảo là nhà cái này là của chị làm, chị không cho ở nữa. Tôi chỉ mua cho mấy này. Mình sẽ xây. Nghĩa là nhà chị là bản thân chị là đẻ được 8 đứa bây giờ. Chị bảo là đông con quá bây giờ nhà này không chở nữa. Tức là hôm nọ tuyên lên thì cũng chú cũng vừa sửa xong cái vách ngăn. Chị mua tao, chị mua cho cô nhỏ là hai mấy mình nhỏ từ mấy là chị nhỏ là. Đây chị ơi, em bảo. Thế bây giờ cái này để các cháu nó xin em đứng như kia. Bây giờ các cháu khổ thì không biết như thế nào thì bây giờ chị đuổi thì các cháu biết đi đâu? Cũng đã ở được bao nhiêu năm rồi trình dịch đi, bảo chị thông cảm như này như kia xem chị ý chị như nào. Bây giờ các cháu còn bé như này thì biết chọn đi đâu. Dạ xin cảm ơn các chị mẹ sẽ phát cho em ngày mùng nhóc học từ. Mua thì mẹ nhó thì mẹ mùng mẹ lại. Đấy tên thì cũng đến đây là cũng mục đích là biết là chú em chứ em vừa nãy em cũng có gọi rồi nhưng mà tên không nghĩ là lên mà vẫn căng thẳng như thế này từ lúc anh em mình ở nhà bắt đầu lên rồi anh Hoàng. Lúc em gọi cho anh là bắt đầu lên thì em chứ em có điện cho em là lúc đấy là mẹ em chứ là bắt đầu ở đây đã bắt đầu bảo cho anh em hai chị em là không cho ở đây nữa. Nghĩa là cứ cả buổi chiều nay là đến đây thì anh em mục đích em rủ anh lên đây là cũng chỉ động viên được mẹ xem là cố gắng được cho em ở đây hay không. Hiện tại mẹ cũng không chắc không có gì thay đổi.
Thế bây giờ xin em dịch cho chị bảo là bây giờ thực ra là cũng ở lâu rồi, bố không có, người già không có, bố thì mất rồi. Nghe bảo, nghe nói cho chị như thế, hiểu không? Em hiểu không? Nghe bảo bảo cho chị là bây giờ bố cũng mất, hai đứa đã ở lâu rồi. Nghĩa là mẹ là bỏ đi Trung Quốc à? Mẹ bỏ đi Trung Quốc trước khi bố mất rồi. À, trước khi bố mất là trước mẹ bỏ đi. Mẹ bỏ đi trước một năm thì bố mới mất. Ừ. Thì xin dịch cho chị bảo là cố gắng, bảo là cố gắng cho hai cháu ở đi, tại vì bây giờ các cháu của chị cũng còn nhỏ thôi, hiểu không? Bây giờ các cháu của chị còn nhỏ thôi mà bây giờ mà ở như này mà đuổi đi, bây giờ hai đứa bơ vơ thì biết đi đâu. Lấy dịch cho chị đi, bảo hai đứa còn trẻ thì biết đi đâu. Mẹ chị đang ở xin đèn chị gái nhỏ nè, ở chỗ chị mẹ đi. Chị bu nhỏ là. Chị gái một gái đi, ta phát sang gái chị trẻ nhỏ, chị gái nhỏ. Chị bu nhỏ, chị bu nhỏ. Chị bu nhỏ thì ở nhỏ, từ từ nhỏ từ thì như lúc trẻ nó rồi như từ dữ quá thì kể chị bu nhỏ. Như là kiểu phu nho là cứ là không chị cho ở là không không cho ở, không có câu gì khác. Chị bảo là cái nhà này là của chồng chị làm cho. Nhưng mà cái polo này thấy polo nát rồi xong nối hết rồi mà. Polo này chắc là giữ đâu về. Phu nho chồng thế rồi, chị phụ rồi. Cho ở 2 năm thôi, bây giờ không cho ở nữa rồi. Thế bây giờ biết đi đâu. Hai em đứa chị thì đâu 15 tuổi thôi. Đứa em đứa, cũng 13 đây là chị tuổi. Đứa em à? Ừ. Thế còn bây giờ còn học không? Còn đứa nào đi học không? Đứa này đi học. Học lớp mấy rồi cháu? Có nói được không? Nói lớp 6 phải nói được chứ đúng không? À lớp 7 à? Thế đi học ở ngoài kia có ăn cơm ở trường không hay là ấy? Ở ngoài trường luôn à? Không ở đâu, tối về mà. À, chưa tối. Được ăn, chưa được hỗ trợ tiền ăn ở trường. Ừ. Tối là về nhà. Ôi xin lấy bố từ mình nhỏ, ớ từ mình nhỏ nhỏ rồi mà. Chị bố à? Nhỏ chị không là chị bố nhỏ là. Không biết là hay cho tôi lo tôi hết vậy cứ nhớ về cho chiều cho nhớ sợ chị nhớ từng nhớ từng mở từng mở từng đấy quý cô bác anh Tuyên, bản thân Tuyên thì cũng đến đây thực tế và anh Hoàng Tuyên gọi anh Hoàng lên đấy, nên bây giờ đã hơn 7 giờ gần 8 giờ tối rồi, bây giờ hai em thì cứ sụt sịt như thế này không biết là bây giờ đi đâu về đâu. Nhà vừa nãy Tuyên vào thì tối hôm mòn mà đun cái bếp nãy giờ nước đun được siêu nước. Nước thì sắp sôi nhưng mà thấy rau thì không có gì ăn. Thì thật sự là không biết nói thế nào các bác. Thì trong cái như thế này thì rất mong sự léo này. Quần áo thì chắc ông Hoàng nhìn thấy mấy cái chân này thì cũng khá hơn những cái hoàn cảnh gia đình một chút. Nhưng mà để mà tối những cái gió vi vu mà thổi vào như này thì như nào đây, bây giờ cái này ấy, em nói với anh một chút là cái này thì ông chú và ông vừa sửa sang lại. Ừ. Thì chắc là sửa sang cũng đẹp rồi thì bà thím mới không cho ở nữa. À, à nghĩa là sửa sang thấy đẹp là không vừa cho mới ở. Sửa sang cách đây hơn một tuần thôi. Nghĩa là trước đây thì là quay bằng cái gì? Trước đây là hai chị em là ở nhờ ở chỗ này là lập bằng một cái máy nhiều cái quạt bạt xong là quay vào không chống lên ở thôi. Xong bây giờ mưa thì mưa thì lại trốn sang chuồng trâu cái ngủ tạm. Không chỗ ở, bây giờ nhà chú đông, chú cho ở đâu, mưa to thì lại trốn vào chuồng trâu kia, đứng tránh mưa xong lại vào. Thế thật sự thương các bác là chú là... Chú thì rất là thương. Chú rất là thương, nhưng bây giờ là do thím thì... Thím thì, mà bây giờ thím là bây giờ một câu không cho ở, hai câu không cho ở như thế thì thật sự là bản thân Áo Hoàng cũng không biết nói thế nào. Thì qua cái hoàn cảnh này chia sẻ thì Áo Hoàng cũng... rất mong các bác xem có đồng cảnh và thương hay là có như thế nào để cứu được cái chợ hai đứa cháu hoặc là tài trợ như thế nào để hai đứa nó như thế nào để biết được biết nói thế nào. Thật sự là cái hoàn cảnh này là Áo Hoàng cũng gặp đầu tiên mà trong cái trường hợp của cái dân tộc như này. Thì bây giờ xin bảo chị lại là thật sự bây giờ bố không còn, mẹ không còn đấy, Tuyên thì chắc cũng nói được xin mong đúng không? Đấy thì cứ bảo chị là bây giờ bố mẹ không còn rồi thì bây giờ thương các cháu thì thương, bây giờ mặc dù đông thì bây giờ con mình chưa lớn đấy. Đây, thực sự với anh em xin lỗi luôn, xin lỗi các bác một chút là bà con ở đây thì thứ nhất là học hành người ta không được học, bây giờ mình để nói văn hóa thực sự không nói được, mình không biết nói thế nào để cho người ta hiểu được. Anh em bây giờ người ta cứ khăng khăng đòi đuổi thì em Tuyên không nghĩ là bây giờ nếu mà đuổi thật sự thì hai chị em không biết là đi đâu ở đâu nữa. Thế thật sự hay không thì bây giờ đấy cứ nói chị là cứ chị pu nho này bây giờ thì chị pu là chắc là không cho đúng không? Không cho đúng ở. Rồi. Thì như thế thì bây giờ cũng không biết nói như nào, bây giờ bảo chị là bây giờ cứ để các cháu đứa này 15 tuổi à. Thì xem đấy sau này lớn rồi
để vài năm nữa để lớn này còn học để còn biết đi làm công ty hay như nào đấy hay như thế, chứ còn bây giờ một phát mà bảo đuổi đi thì hai đứa biết đi đâu. Bây giờ em nói với anh, bây giờ không đi học hành gì thì làm công ty sao được anh? Ôi xin đấy, phụ thì mình nhỏ nhỏ rồi mà. Trước thì Tuyên biết là nhà cũ của hai chị em này thì là ở bên cách đây khoảng gần một cây số vào cùng với giữa làng ấy, nhưng mà trước lúc bố mất đây 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi thì là cái nhà sập rồi, thì ý chú là muốn cho hai cháu dựng một cái lán ở đây. Thì trước là dựng lán ở đây thật, thì là cho hai chị em ở, nhưng mà sau cái trận mưa vừa rồi ấy thì là cái lán nó bị tốc, thì chú đấy làm lại cái khung này, là làm cái khung trước thì vẫn là phủ bạt thôi. Thì cây thì thấy cây rất là cũ rồi, còn polo thì thấy polo nối rồi. Cái này vừa mới làm lại mới thôi, cái này vừa sửa mới rồi, vừa lập mới thôi. Ừ. Rất là khổ. Bây giờ đuổi đi thì không biết là hai chị em sẽ đi đâu về đâu. Đây polo mới thì A Hoàng sẽ cho các bác cùng xem một chút là... Cái polo này vừa sửa thôi. Đây sửa đây, toàn polo nối, polo cũ hết các bác. Nhưng mà từ lúc dựng cái lán này là ở đây được 2 năm rồi. Ừ. Ở đây được cái lán cũ này là 2 năm nên không, cái lán này cái sửa này ấy là tất cả cái khung này là mới làm thôi, là mới sửa làm được khoảng đây một tuần thôi, nhưng mà trước là cái lán là làm, tức là từ lúc hai chị em tách ở nhà chú sang bên này là được 2 năm rồi. À, 2 năm tự sinh sống ở đây, sinh sống ở đây hai chị em khác ở riêng đây được 2 năm rồi, nhưng mà từ lúc ở cái nhà này thì được có hơn tuần đấy thôi, thì chắc là lúc làm cái nhà này ấy thì là thím chắc là thím đẹp hay như nào đấy, cái sợ hai chị em ở nhưng mà không. Bây giờ như này đi, Tuyên. Mua chú nhau ạ. Mua chú nhau. Nhưng bây giờ chị về cũng không cho ở là không cho ở luôn à? Không cho ở luôn. Ui. Chú nhau mua ạ. Buồn các bác. Mua tôi mà mua lại. Đấy, còn chửi về nhà luôn các bác. Đấy, đi về cũng còn chửi cho các cháu không yên thân như này. Thì bây giờ làm các bác. Tuyên đến đây thì với anh Hoàng hiện tại đang ở đây cũng không biết là xử trí như nào. Thật sự rất là thương hai em, không biết là hai em bây giờ tính như nào đấy. Rất mong quý mạnh thường quân trong và ngoài nước mà có xem được, thật sự là rất mong các bác là xem, nếu thật sự mà thấy thương trong hai cái chị em như này thì A Hoàng muốn là các bác xem có đồng lòng, xem có quần áo hay cái gì đấy để ủng hộ cho hai chị em, còn thật sự mà như có kinh phí để cho hai đứa nó ở đâu ở biệt trường thì chắc chắn là sẽ không thể là nuôi một đứa để bỏ học, đứa lớn nó bỏ học rồi à? Bỏ lâu rồi. Trước học hết lớp mấy? Bên trẻ? Học hết lớp 7. Học hết lớp 7 là bỏ học. Ôi dồi ôi. Còn đứa này lớp 7 à? Bây giờ đang học lớp 7 à? Thế thì phải cố gắng học thôi, chứ còn bỏ học như này mà bây giờ thím cho ở thì chết. Bây giờ không biết... Tuyên với A Hoàng bây giờ, nếu mà bây giờ Tuyên với A Hoàng mà đi về thì không biết hai chị em sẽ phải ở đất đi ở đâu, mà nửa đêm tối thì bây giờ hai chị em đi đâu, lại còn con gái nữa. Hay Tuyên đón hai cháu ấy ở dưới xưởng rửa xe. Anh cứ đùa, em mà kêu mang được như thế thì em đã làm lâu rồi anh ạ. Thật sự là hai bản thân Tuyên và A Hoàng thì cũng không giúp đỡ được gì nhiều, chỉ biết là đến chia sẻ và kết nối, cầu nối, làm cầu nối chia sẻ cho các bác cùng xem. Và đấy, các bác xem cái hoàn cảnh như thế này thì các bác biết Tuyên với A Hoàng đến đây cũng, bây giờ hiện tại là gần 9 giờ rồi, thì bây giờ hai anh em mà về thì cũng không phải lẽ các bác ạ. Bây giờ bỏ anh em mình bỏ đi về thì hai em đi đâu? Hai Tuyên bế một đứa lại. Anh bế một đứa ngồi cạnh đấy. Thôi đổ một chút được các bác, thật sự là cũng rất buồn
éo le thôi, nhưng mà không biết là Hoàng bây giờ phải nói như thế nào, chắc cũng phải đành nói vài câu cho nó vui lên cho các cháu một chút thôi. Rồi bây giờ các cháu thì bây giờ phải nói như thế nào cho nó hợp lý, hợp tình. Cơm bây giờ đến 9 giờ rồi, hai chị em vẫn chưa được ăn cơm. Thế mà tối nay nào rau chị? Chứ mọi rau nào? Không có cơm ăn, không có rau. Cơm vừa nãy là... Hôm nay là bát mẻn mén đúng không? Là chú là lấy về cho một bát mẻn mén rồi. Kẹp cái mic nói được tí, kinh nhắc nói được một tí đúng không? Anh Hoàng ạ, có lẽ là tuyên, tí nữa Tuyền sẽ đi xin, xin chú để cho hai chị em ở đây tạm một thời gian đã. Bây giờ chín cứ như thế này thì bây giờ xin thì không biết là có được hay không thôi. Một cố gắng xin bây giờ cho hai chị em ở tạm. Một bát như này và hai đứa ăn nó. Ó tủ nào như này, chào chị Tỏ. Chào chị Tỏ. Chị Tỏ. Ăn qua bữa thôi anh ạ. Ăn qua bữa. Chú cho cái gì thì ăn cái đấy. Hai chị em đã biết làm gì thì ăn đâu anh. Anh từ lúc em về quay cũng mấy lần này rồi. Nhưng mà lần nào về cũng chỉ là chú cho thôi. Tức là ban ngày nhá. Đứa chị cả đây thì đi hộ chú. Hộ chú làm việc nhà. Nghĩa là đổi công thì chú mới cho ăn đúng không? Đấy, làm việc được thì mới cho ăn. Còn đứa em này thì đi học thì nhà trường nuôi bữa trưa. Tối về thì vẫn là hai chị em chia đôi cái bát cơm thế. Bát mẻn mén ấy. Thật sự là quá tội nghiệp của bác. Không biết làm như nào trong cái hoàn cảnh của người đồng bào Mông thì thật sự đấy, A Hoàng cũng chưa giúp được nhiều đâu. Nhưng mà đi vào thật sự là thấy rất nhiều hoàn cảnh như thế này. A Hoàng không biết nói như thế nào cả. Rất mong các bác mà có theo dõi được cái video này và đồng hành đồng lòng mà giúp đỡ hai Tuyên đi gọi luôn chú ở đây đi, biết nói tiếng Mông, Tuyên đi gọi chú đây để mình sẽ bảo chú. Bây giờ kiểu gì thì nhà phải có nóc nhỉ, nhà có nóc thì bên kia không gọi. Em nghĩ là bây giờ ấy, chỉ nhờ chú này nói chuyện với thím, khả năng chú này thì là ông này này vợ thì hơn tuổi cơ. Ông này còn trẻ hơn vợ thì chắc là không có tiếng nói. Hơn 1 tuổi chứ. Hơn nhiều anh ạ, 4-5 tuổi đấy. Anh ấy nhìn rất là trẻ. Nhìn anh rất là trẻ. Hơn phải 4-5 tuổi. Thành ra là nhà thì tất cả mọi thứ là bà vợ bà làm hết. Chị là nóc nhà hết. Đấy. Thế là rất là khó của bác. Không giải quyết được. Bây giờ chỉ có cách cuối cùng là cũng chỉ đi xem chú để chú nói chuyện với thím xem là. Bây giờ không đi gọi chú đây. Tuyên đi gọi chú đây. Đi gọi chú đây xong em mình nói chuyện bảo ấy tí. Trên đây gọi chú đây. Để các bác là bây giờ sẽ gọi ông chú. Ông chú ở đây. Đây chú đây các bác ạ. 9 giờ rồi. Chú với các cháu chuẩn bị đi ngủ rồi. Đây chú ngồi đây. Đây chú ngồi đây. Ngon này. Ngồi đây. Đấy ngồi đây em. Sao bây giờ. Đấy chú với các cháu là chuẩn bị đi ngủ rồi. Cho nên là không. Đấy, cái bát mẻ mén này Hoàng này sẽ bây giờ cất đi. Thì vì là cả hai đứa không chịu ăn tối mà đi làm về. Thì bây giờ Tuyên nói với chú đây, cho mượn cái mic, đứa sụt chỉ suốt cho kẹp cái mic và nói. Bây giờ hai chị em vẫn khóc các bạn. Thì bạn có rất là cười. Hôm nay mà giờ ăn thì mấy nếu ăn được sữa, tao chế mê. Thì chị em mấy nhá nó bữa mấy một cháu từ chế mê lên mình mấy ăn được, cho ăn được mấy ăn được thấy hình được lên mình. Thì chế mê lại mà chị mấy nhai nó bữa chị mấy một chầm mừng nhau từ mà mấy lên mừng chị uống với tổ chức chị tao ha chị tao nếu anh để ha chị cả nếu đi mấy ở từ nhiều mấy chị tháo xả lên chả chị tháo xả chả chị tháo qua tháo sản tao xin nhau nó bữa mấy một chầm mừng mà mấy lên mừng nhau từ tổ chức uống tao chỉ ha chị nếu anh để nếu uống từ lâu hơn là nếu uống lâu hơn thì nếu chế mấy chị cả nửa mấy chị tháo xả lên chả chú tháo xả chả chú tháo qua mấy nhá thì càng đầu xe mua chai mừng để mấy lấy mừng mấy mừng nhá tạ tay tới tàu nó nhiều anh nếu chú mấy nhá là xả mấy chú sẽ cả mừng nhá tạ tay tới tàu. Chú là bảo là bây giờ mẹ vợ của chú ấy thím là có tiếng nói hơn chú hơn chú nên là chú bây giờ chú không nói được gì, tức là cho ở tối nay. Đến tối nay thôi, mai phải đi tìm chỗ khác để ở. Ôi giời.
một cái đứa này bây giờ nếu mà đi nhà trường thì không đỡ, đúng không? Trường thì có chỗ ở, tưởng là trường cho ăn buổi trưa đấy chứ. À như là ăn cơm trưa tối vẫn được, trưa tối không có được nội chú à? Chắc không được đâu. Ui. Thế bây giờ thế này thì rất là tội nghiệp các bác. Bây giờ em bảo anh như này này, anh bảo cố gắng bảo chị ấy, anh bảo cố gắng cho chị là xem cho hai đứa để từ từ mà thưa thưa thôi, không bây giờ mà tự mùi dưng một phát mà trong đêm mà bây giờ mà đuổi đi các cháu biết ở đâu, đúng không? Anh có nghe được không? Đấy bây giờ em ra đây em sẽ góp ý cho anh như này. Nhưng mà anh ấy, vừa nãy em đi vào thì cũng gọi chú thì thấy vợ của anh ở trong nhà cũng rất là căng thẳng, chửi cả chú luôn, lôi cả chú ra chửi hết, nói được gì luôn anh. Chắc anh chú này cũng không kiểu như là vợ hơn tuổi ấy. Cũng không có tiếng nói, vợ hơn tuổi. Thưa các bác là đây như ở phong tục ở trên này ấy, bao giờ vợ cũng sẽ hơn ít nhất là từ 3 đến 5 tuổi. Đây là đấy. Vợ của chú này hơn 5 tuổi cơ. Hơn 5 tuổi, đấy. Ừ. Đấy là trung bình là 3 đến 5 tuổi mà bây giờ mà như thế thì cũng rất là khó. Thì bây giờ chồng thì không có tiếng nói, gần như ở trên phong tục ở trên này là chồng không có tiếng nói đâu các bác. Để Áo Hoàng kể một chút về bản thân Áo Hoàng là ngày xưa cũng có lấy vợ hơn tuổi đấy, chính vì thế. À, trước đây Áo Hoàng cũng có nói được các bác. Đấy cũng không có tiếng nói được. Nó khó như thế. Thì bây giờ như thế thì bây giờ anh chửi hay không? Bây giờ anh cứ về là thôi, đằng nào cũng là cái dòng máu của gia đình mình. Anh hiểu không? Dòng máu của gia đình mình thì cố gắng mà tạo điều kiện cho hai cháu ở như thế nào để còn biết kiếm sống. Bây giờ mới bé bằng này thì bây giờ biết kiếm biết đi đâu? Chỉ phô một cái từ o tạo nọ tạo chỉ à? Ờ tôi còn nhiều hay phan để chế hay nữa thôi chứ mà ôi giờ chụp bao hiện trả ha chế phan để nếu lo hứng chế chế nếu tôi lo tôi tao chế nếu chế á tôi mình nhiều chứ giờ tôi mình nhiều lá tôi mình nhiều nếu nhá khó từ nếu muốn nhá nếu tôi tao ôi chế chế tôi chụp bao hay lấy trả đấy. Bây giờ người bố cũng không có tiếng nói, bố chú bảo bây giờ không biết làm thế nào rồi. Bây giờ bảo mình mà bây giờ bảo mà mình có chỗ ở để cần cho các cháu để ở tạm, mà bây giờ không có chỗ ở thì bây giờ mình dựng ở đâu? Bây giờ nhà mình cách đây xa thế này, 12 giờ đêm mới đến nhà mình ở kiểu gì, đi kiểu gì, biết thương mang cho các cháu kiểu gì. Đấy, xin phép xin lỗi khán giả với quý cô bác anh chị đang xem chứ cả Áo Hoàng đấy thế. Bây giờ tự nhiên mình bế đi thì đưa đi cũng khó mà nửa đêm cũng khó. Chưa ra khỏi đây thì công an nó ập vào nó bảo bắt cóc rồi các kiểu. Không, mình cái đấy thì không luôn. Liên quan, nói chung là bây giờ mình không thể kêu mang được. Cái đấy thì cũng đấy là một vấn đề cũng sẽ còn phải cũng phải sẽ liên quan rất nhiều để tới nay mình sẽ tính sau. Còn bây giờ rất mong là bây giờ làm sao ấy anh em, bây giờ làm sao thì nói với chú là lo cho hai em tối nay có chỗ ngủ này, đúng không? Chỗ ở đó. Chứ bây giờ để hai em như rồi này thì thôi Tuyên, bây giờ chốt lại như này đi. Chốt lại là bảo chú là cứ để tối nay cho bảo là cứ để cho hai cháu ngủ đi. Xong bây giờ chị cũng có cháu nhỏ, chắc là chị nói một hồi chị cũng sẽ thôi. Chứ ha quý mà nó can đâu mà mua tí tí tao cho cha. Xong bây giờ bảo đi đâu cũng chưa thể đi được. Đây chú cũng bảo là cố gắng cho ở tối nay. Mà cũng không phải tối nay, ngày mai anh em mình sẽ có thể mình sẽ đến tiếp và mình sẽ tính tiếp. Còn bây giờ không thể là bảo chị ở tối nay được. Cái việc đấy không phải là thích là đuổi đi, tại vì người ta cũng đang gắn bó mình mười mấy năm. Đuổi đi cũng biết đi đâu à? Đâu là không có chỗ nương tựa nữa rồi. Trang tàu mà lên mùi tôi tập. Trang tàu thế anh ấy chụp mấy nhóm mà trang tàu mấy mà mùi tôi tập đâu mà ôi xếp quý mà nó xả. Này như nào? Bảo là mai chúng mày đi đâu cũng được, mai cho đi. Còn bây giờ chúng mày vẫn ngủ đây thì ngủ tạm đây một tối đã. Nhưng mà mai đi đâu, đi lang thang đâu? Đi đâu thì đi. Quê mình ở đây rồi đi đâu? Biết đi đâu? Đấy chú nói thế. Nói nào các bác ạ, rất là buồn. Để giải thích thì Tuyên lại không biết nói nhiều tiếng Mông, nói một phần thôi. Nên nói bảo với chú thì chú cũng bảo là cũng chả biết nói với vợ kiểu gì. Vợ thì khăng khăng mà nó không cho ở nữa. Thôi cái này thì bây giờ cũng khá muộn rồi, anh em mình cứ kết thúc cái video tại đây đi. Xong như nào thì sắp xếp cho hai em. Sắp xếp sẽ hai tạm thời hai em ở đây ông tí ạ, cũng ăn bát mình mén tạm thôi. Nhưng ngày mai hay như nào đấy tí chút mình qua mình sẽ ngồi sẽ sang để nói chuyện riêng với thím sau các bác. Thật sự là bây giờ mình sẽ bàn, nhưng thực sự mà để đưa lên nhiều quá thì cũng phản cảm thì cũng khó. Nên là chút nữa
A Hoàng với Tuyên sẽ đi sang gặp chú Thím. Chú để đây thì chú thì bảo là không có tiếng nói, thì bây giờ muốn là đi sang để Thím như nào để cho các cháu. Thật sự bây giờ mà cho hai cháu thì bảo không ở nữa thì biết đi đâu về đâu. Thật sự như thế. Mình như là nam thì còn như thế này như thế kia, chứ còn bây giờ nữ thì bây giờ hai chị em biết đi đâu nữa, rất là khó các bác ạ. Cái video thì kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem. Mong các bác hãy chia sẻ mạnh tay để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, đùm bọc lấy những cái mảnh đời còn còn khổ ở trên đời.